Dạ vâng, lời nói đầu tiên thì cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe an toàn thể các bác có niềm đam mê yêu thích bẫy chim tràng nghịch trên mọi miền tổ quốc. Thì ở trong một cái video của ngày hôm nay, show bên em lại xin giới thiệu tới các bác về cái bộ thòng đánh chim tràng nghịch. Thì đi chi tiết về cái bộ thòng này để cho các bác cùng tham khảo này. Thì đầu tiên là về cái khung thòng này các bác này, khung thòng thì khi các bác mua ấy thì mỗi bộ thòng này là gồm 7 chân, mỗi chân là 7 vòng. Đấy, cước thì bên cơ sở làm cho các bác là cước xe 3. Đối với cái mẫu cước này thì khi các bác đánh con tràng nghịch ấy, thì các bác muốn chờ đánh xiên đôi ấy, đấy, đánh một con nó vào trước rồi chờ xiên đôi thì nó sẽ không bị xoắn nhé. Đấy, không bị xoắn. Còn cái hàng này thì là hàng khuyên đúc của các bạn. Đâm ra các bác khi các bác mua thì các bác sử dụng thì các bác yên tâm. Đấy, quay cho các bác trực tiếp xem một cái bộ thòng như thế này. Đó. Đấy, đây là cái bộ thòng đánh tràng nghịch các bác nhé. Đấy, khuyên đúc này. Đối với cái hàng này thì khi con chim nó vào ấy các bác này. Đấy, con chim nó vào thì cái ưu điểm của nó ấy, thì nó có cái khuyên đây. Đấy, khuyên này là khuyên inox các bác nhé. Khuyên inox thì nó sẽ nhẹ. Khi các bác sử dụng với cái thời gian dài thì nó sẽ không bị tụt như là khuyên đồng. Còn khi các bác mua cái bộ thòng này thì bên cơ sở là sẽ tặng cho các bác là 5 cái vòng như thế này. Đấy, 5 cái vòng sơ cua các bác nhé. Đấy, hàng này là tặng cho các bác 5 cái vòng sơ cua. Để khi các bác đánh nhiều cái nó bị ãi, bị hỏng ấy. Đấy, đánh 100 chim hoặc 200 chim thì thi thoảng nó có một cái vòng nó bị hỏng thì các bác có thể là sơ cua. Đấy, còn về cái thòng đây thì các bác có thể nhìn thấy trực tiếp đây. Đấy, sợi cước thì làm bằng cước xe này. Đấy, rất là mịn. Đối với cái sợi này thì cái vòng này thì bên nhà em làm cho các bác là 7 phân này. Đấy, 7 phân là vừa các bác đánh tràng nghịch này, đánh cút này, đánh cút hoa. Đấy, đấy các bác sử dụng các bác đánh. Còn về cái thòng này thì ở bên trên đây thì là đã điểm dây đồng. Đấy, buộc chặt bằng dây đồng các bác nhé. Đấy, không gọi là không gắn keo đâu. Đây là buộc thít bằng dây đồng. Đấy, hàng này thì giá cả của nó thì rất là rẻ thôi. Đấy, nó chỉ có vài trăm nghìn đồng là các bác sử dụng được một bộ như thế này. Về cái hàng bộ thòng đây thì về cái chân của nó đây các bác này. Chân thì được làm bằng thép AC nhé. Thép AC, cái thép này là cái thép chống rỉ cực kỳ là tốt. Cũng như là cái độ cắm của nó thì khi các bác sử dụng cắm vào những cái lẹt đất cứng nó sẽ không bị cong cái cây thép này. Còn về cái chiều dài của nó thì nó rơi vào tầm khoảng 30cm. Đấy, 30cm từ phần dưới chân này cho tới lại khung thòng. Thì khi các bác sử dụng các bác đánh ấy, thì đa số đánh cái con tràng nghịch quốc hoa này thì đa số là các bác hoặc là anh em sử dụng đánh đều vào những cái ruộng thụt. Đấy, những cái đồng lúa thụt hoặc là những cái bờ ao thụt. Thì nếu mà sử dụng cái thòng mà chân ngắn thì các bác không thể nào cắm được với những cái địa hình nó thụt lầy như thế. Đấy, các bác phải sử dụng cho mình một cái bộ thòng chân cao như thế này. Còn về cái bộ thòng này thì nó sẽ gồm 7 vòng. Đấy, 7 vòng và 7 chân. Khi các bác đánh cái bộ thòng mà 5 vòng thì nó đã khác rất là nhiều so với cái 7 vòng. 7 vòng là đánh hiệu quả nhất là về các bác sử dụng đánh tràng nghịch. Bởi vì đối với cái đường cua của con chim ấy, đấy, khi các bác cắm thòng thì các bác đi đánh thợ lâu năm rồi biết cái vòng cua của con chim nó rất là rộng. Đấy, con tràng nghịch này đối với khung thòng 5 thì nó chỉ đến đây thôi. Đấy, nó nhìn thấy cái hẹp nó chỉ có hơn 20 phân nó rất là sợ. Đấy, con chim nó không thể đâm mạnh. Còn đối với các bác mà xem cái video của em ấy, em đánh cái khung thòng 7 thòng này thì con chim nó phi gọi là như tên. Đấy, khi nó dính vào thì nó phi chỉ trong vòng tích tắc thôi. Đấy, nó nhìn thấy chim mồi nó phi về nó đá ngay. Đấy, còn về cái mẫu thòng này thì bưởng thì sẽ có cái tay sách như thế này. Đây tay sách này các bác, bưởng tay sách cho các bác như thế này để khi các bác đi. Đối với các bác là sử dụng xe máy ga hoặc là xe máy số thì các bác đều có thể là kẹp được lên bên trên. Đấy, tiện lợi, rất là tiện lợi cho các bác để các bác sử dụng. Còn hàng này thì nó sẽ có hai cái loại, một loại là cước màu đen và một loại là cước màu xanh, đấy tùy các bác thôi. Các bác thích cái cước nào thì bên cơ sở gửi cho các bác. Quan trọng nhất là khi các bác mua hàng ấy, thì hàng phải chuẩn chất lượng. Đấy, như em giới thiệu trên video cũng như là các bác nhận được những cái 5 cái sợi sơ cua này. Đấy, để về các bác có thể là thay thế. Đấy, khi các bác mua hàng bên em thì các bác sẽ được tặng kèm là 5 cái sợi vòng sơ cua như thế này. Đấy, các bác lưu ý nhé. Còn để đặt hàng mua hàng thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại em để dưới tiêu đề nhé. Các bác điện đến thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn kỹ lưỡng cho các bác. Đấy, từ cách thức đánh cũng như là hỗ trợ các bác tiếng khi các bác là mua cái thòng bên em. Còn để mua hàng thành công thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp cũng như là các bác kết bạn Zalo trực tiếp vào cái số điện thoại. Đấy, để các bác mà muốn xem ấy, những cái video thực tế để đánh chim tràng nghịch thì các bác có thể là đăng ký trực tiếp vào kênh YouTube của em. Đấy, ấn vào cái quả chuông bên góc trái màn hình ấy, để đón xem những cái video tiếp theo đăng tải lên là về cách thức chia sẻ cách đánh tràng nghịch cũng như là cách bẫy chim tràng nghịch. Còn bây giờ thì em xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.